Phát minh kẹo cao su. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của nhà sáng chế Thomas Adams, người đã phát minh kẹo cao su vào những năm cuối thế kỷ 19 tại thành phố New York. Thành phố New York, những năm 1800. Thomas, con còn chưa ngủ hay sao? Con cứ như thế này, ba con lại không ngừng trách móc mẹ. Trách mẹ không khuyên can con được đó. Mẹ à, sao mẹ thức muộn quá vậy? Thì đều tại con cả mà. Con xem, ba con cằn nhằn đêm ngày, cốt chỉ mong cho con sẽ đảm trách công ty của gia đình. Mẹ thấy mong muốn của ông ấy cũng hoàn toàn chính đáng thôi. Con là con trai duy nhất của chúng ta, mà tối ngày chỉ biết cắm đầu vào những sáng chế, nghiên cứu đầu đầu á, chẳng mang lại kết quả gì cả. Mẹ à, mẹ cũng biết sáng chế là niềm yêu thích từ nhỏ của con. Con cũng đã được vài thành công bước đầu dù nhỏ nhoi. Mong mẹ tiếp tục ủng hộ cho con. Theo nguyện vọng của con, cùng với trường kinh tế, mẹ đã nhượng bộ để con theo đuổi nghiên cứu khoa học, học về sáng chế rồi. Con xem, khắp gian phòng này, gia đình đã không tiếc đầu tư bao nhiêu tiền bạc cho sở thích của con. Bao nhiêu thí nghiệm, phát minh của con đều thất bại rồi chứ. Xem ra, đúng như ba con nói, mẹ đã quá nuông chiều con rồi. Đã đến lúc con nên nhìn nhận lại đúng sai rồi đó. Kìa mẹ, lại đi làm thí nghiệm biền biệt mấy ngày đấy phải không? Con đứng lại đấy cho ba. Có vẻ cuộc nói chuyện hôm qua giữa con và mẹ vẫn chưa thực sự giúp con nhìn ra vấn đề phải không? Ba, để sao nói được không? Con muộn giờ rồi. Hôm nay để ba nói rõ cho con biết, ba mẹ sẽ ngừng trợ cấp tiền bạc cho công việc sáng chế vô ích của con. Đừng cậy là con nhà quý tộc mà con phóng túng làm theo ý của mình như vậy. Ba, con biết mình đang theo đuổi điều gì chứ? Chẳng qua là con cần thời gian để chứng minh và tìm cơ hội. Vậy còn sáng nghiệp, con muốn ta để người ngoài tiếp quản hay sao? Coi như ta xin con, hãy dừng lại công việc không có kết quả và tương lai đi. Hãy cho con thêm thời gian. Con hứa với công ty của gia đình, con cũng sẽ có trách nhiệm. Còn về kinh phí ba mẹ hỗ trợ con, từ giờ con cũng sẽ không dùng nữa. Con đã trưởng thành và có thể làm ra tiền bạc rồi. Bà xem, con trai bà hứa với tôi sẽ suy nghĩ về việc tiếp quản công ty gia đình. Thế mà giờ nó đêm ngày không màng làm cả nhiếp ảnh dạo, công nhân nhà máy để kiếm tiền làm mấy thứ sáng chế vô bổ. Lại thêm 2 năm nữa, chẳng gặt hái được thành tựu nào. Tổng cộng đã gần chục năm trong nghề, mình cũng đã nhận được một số loại mời hợp tác, được vài người biết đến tên. Nhưng lẽ nào đúng như ba mẹ nói, mình chẳng có duyên với công việc này. Thư mời hợp tác từ đại tá Mexico Antonio López de Santa gửi nhà phát minh Thomas Adams, thành phố New York, Hoa Kỳ. Tôi là một vị tướng tại nước Mexico. Hiện tại nước tôi có một loại cây hồng xiêm giá thành cực rẻ. Nhựa của nó rất giống cao su. Tôi nghĩ nó có thể thay thế cao su tự nhiên giá thành đắt đỏ. Tuy nhiên tại nước tôi tiềm năng nghiên cứu có hạn. Nếu có cơ hội, tôi mong được hợp tác với ngài. Dù sao mình cũng đang bế tắc, thêm một lần này nữa thôi, biết đâu ở một mảnh đất mới, một phương trời mới có thể đem lại những khám phá mới cho mình. Bà xem, con trai bà hứa hẹn sẽ giúp đỡ tôi cai quản công ty, nhưng lần này nó trốn biệt sang tận Mexico vì cái công việc sáng chế vô bổ đó rồi. Còn lần sau nữa, chắc nó sẽ đi khỏi trái đất này mất. Mexico, năm 1850. Anh thấy đó, Mexico của chúng tôi bát ngát những vựa cây hồng xiêm. Loại cây này rất ưa khí hậu ở đây, chăm sóc cực dễ. Cho phép tôi vào luôn vấn đề chính. Rất sẵn lòng thưa ngài Antonio. Không giấu gì anh, từ lâu tôi đã có mong muốn biến Chile, loại nhựa dẻo lấy từ hồng xiêm này, thành một chất có giá thành thấp thay thế cho cao su, vì nó có tính chất y hệt cao su vậy. Thực sự rất giống cao su. Ở đây công nghệ máy móc của chúng tôi không được thuận lợi. Nhựa từ cây này dù rất đặc biệt nhưng... ở đây chúng tôi chỉ biết thi thoảng buồn mòm
thì cho nó vào miệng nhai cho vui thôi. Như vậy thì thật là quá đáng tiếc rồi. Vì vậy tôi muốn liên kết cùng ngài Thomas Adam mang nhựa chile này đến Mỹ với công nghệ hiện đại bên đó. Chắc chắn sẽ chế tác từ chile ra chất thay thế cho cao su, giá thành thấp hơn nhiều. Thú thật với ngài, là một nhà nghiên cứu, tôi không thể chỉ nhìn sản phẩm này mà hứa suông với ngài sẽ hợp tác được. Tôi cần tiến hành nghiên cứu dựa trên cơ sở khoa học, tính chất vật lý của loại nhựa chile này để kết luận nó có thực sự tương đồng với cao su hay không. Rất sẵn lòng, tôi sẵn sàng tạo điều kiện mà cụ thể là nguyên liệu để cậu thoải mái nghiên cứu về nhựa khai khồ từ hồng xiêm này. Cảm ơn ông, hy vọng chúng ta có duyên hợp tác. 2 tuần sau. Antonio, tôi hy vọng chúng ta sẽ là những đồng sự tốt nhất. Tôi đã nghiên cứu kỹ càng và đi đến kết luận nhựa chile từ hồng xiêm Mexico của ngài có tính chất dẻo và dai, tương đồng với cao su. Tuyệt vời, tôi thực sự đặt niềm tin vào cậu. Tuy nhiên, tiềm lực của tôi hiện tại chưa đủ để đưa mặt hàng chile từ hồng xiêm này về Mỹ để đưa vào xuất khẩu. Ngài đừng lo, tôi sẽ đầu tư và ứng tiền vận chuyển nhựa chile Mexico về Mỹ với số lượng lớn. Thật không thể hiểu nổi nữa. Nó đi Mexico về, rồi dồn hết tiền bạc vào cái nhà máy sản xuất nhựa chile từ hồng xiêm cái gì đó đây nè. Tôi không sao khuyên can nổi nó nữa rồi. Để mà xem, cứ tình hình này, xem ra một ngày không xa, việc vỡ mộng với ảo vọng làm nhà phát minh lẫy lừng sẽ dìm nó vào hố sâu thất bại mất mà thôi. Với dây chuyền máy móc hiện đại, việc biến chile thành các sản phẩm cao su tổng hợp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đã có rất nhiều nhà sản xuất đăng ký nhập loại cao su từ chile này nếu chế tác thành công các sản phẩm gia dụng sử dụng cao su. Nó có giá thành rẻ hơn cao su tổng hợp nhiều lần. Vì vậy, tôi kêu gọi mọi người hãy ráng sức để cho ra những sản phẩm chế tác từ chile hồng xiêm này thay thế cho cao su. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi muốn các sản phẩm được làm xong nhanh nhất có thể. Dự án này thực sự rất cần đẩy tiến độ nhanh thưa các bạn. Nếu thành công, chúng ta sẽ tiếp tục những chuyến hàng còn lớn hơn nữa. Nó không có độ đàn hồi như cao su. Thomas Adams, giờ làm thế nào bây giờ? Chúng ta thất bại rồi. Chúng không giống cao su chút nào. Kết cục là nhựa chile từ Mexico không chế tác được các sản phẩm như cao su tổng hợp. Vị tướng Mexico Antonio chán nản bỏ về nước. Còn Thomas Adams thì ê chề với thất bại và đóng chile vô dụng. Mình thực sự không có duyên với công việc sáng chế rồi. Lọt nhựa chile mang về từ Mexico, vậy là sắp phải vứt bỏ hết. Tiền ứ động từ công nhân đến máy móc. Mình đã đầu tư toàn bộ tiền bạc tiết kiệm vào đây, dù ba mẹ ngăn cản. Giờ thì niềm tin của họ dành cho mình chắc đã mất hết rồi. Ngon quá. Kẹo sáp thật là dẻo và thơm. Nhai được lâu ơi là lâu mới hết luôn. Trời ơi, kẹo để nhai thật lâu ư? Đúng rồi, mình có thể phất phát đống chile này bằng cách biến chúng thành kẹo dạng hồ dính, thêm hương liệu, làm thành từng viên tròn nhỏ đem đi bán ở các hiệu thuốc. Đó là cách duy nhất để cứu sống đống nhựa ứ động kia. Tôi biết dự án chế tác cao su của mình đã thất bại, nhưng còn nước còn tát. Một lần nữa, xin các bạn hãy cùng tôi thử một lần. Chúng ta sẽ chuyển sang làm kẹo cao su từ mớ nhựa chile dư tồn. Thôi được rồi, từ lúc tiến hành đến bây giờ, ngài luôn đối xử tốt với anh em chúng tôi. Thôi được, chúng tôi sẽ cùng ngài thử một lần nữa. Không ngờ, loại kẹo Thomas Adam cùng với các công nhân trong xưởng vất vả từ số nhựa chile tồn đã chiếm ưu thế vượt trội với kẹo sáp đang thịnh hành bấy giờ ở Mỹ. Loại kẹo nhai nhã bã này thú vị thật đó. Nó có thể nhai trong miệng rất lâu. Sau đó nhả bã thay vì kẹo sáp cũng dẻo, nhưng chỉ nhai được một lúc rồi nuốt. Chưa có loại kẹo nào ở Mỹ đặc biệt như thế này.
Còn nữa, mùi vị của nó rất phong phú. Tôi thích nhất là hương bạc hà. Thomas Adams cuối cùng cũng đạt được thành công. Sản phẩm kẹo gôm số 1 New York của Thomas Adams phổ biến và được cấp bằng phát minh năm 1868, được người dân thích thú đón nhận. Không ngờ có ngày thằng bé thật sự giữ lời hứa với chúng ta về tiếp quản công ty gia đình mà vẫn tiếp tục được đam mê sáng chế của nó. Loại kẹo từ Chile này sẽ là một hướng kinh doanh mới mẻ cho công ty gia đình ta. Kẹo từ Chile của Thomas Adams chính là tổ tiên của các loại kẹo cao su phong phú ngày nay và khiến tên tuổi Thomas Adams chính thức được ghi nhận ở làng sáng chế. Tình bạn thật sự. Chúng ta nhanh về doanh trại thôi. Trời tối thế này, trộm cướp rình rập rất nguy hiểm đấy. Anh đúng là nhát chết. Còn thì đưa hết tư trang vàng bạc trên người cho ta. Nếu không, lưỡi dao nhọn này sẽ không tha các ngươi đâu. Mi xem, đứa bạn Mi đã sợ chạy mất dép rồi. Để lại Mi một mình. Mau nộp hết tất cả ra đây. Đừng để lưỡi dao của ta phải chờ đợi. Mau lên. Quân ăn cướp, Mi thật lộng hành. Hôm nay ta phải bắt Mi để trừ hại cho dân lành. Gớm cho cái khẩu khí. Có giỏi thì nhào vô đi, bắt con. Mi cứ nằm im đấy. Lát nữa ta sẽ giải Mi đến quan phủ chịu tội. May cho Mi là ta còn chưa ra tay. Nếu không thì Mi không còn sống nổi mà nằm đây nữa đâu. Tiếc quá, tôi đang muốn đấu với tên này một trận cho bỏ tức thì cậu đã đánh hắn nằm lăn ra đây rồi. Ngứa chân ngứa tay quá. Hay là tôi cởi trói cho tên cướp để cậu tỉ thí với hắn một trận cho bỏ tức nhé. Ấy ấy chết. Thôi thôi, ai lại làm thế? Tôi nói đùa cho vui thôi mà. Chiếc quạt thần. Ngày xưa, từ khi loài vật còn biết nói tiếng người, có một chàng trai tên là Iris, mồ côi từ bé nhưng tính tình lại thật thà, tốt bụng và hiền lành. Hằng ngày, chàng vẫn thường vào rừng đi đào củ mài để kiếm sống. Một hôm, như thường ngày, chàng vào rừng đào củ mài nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc bẫy. Là một con rắn nhỏ. Tội nghiệp cho mày quá, để tao cứu mày nha. Những đám dây gai này sắc nhọn quá. May quá gỡ được rồi, nhưng mày cũng bị thương, cố chịu đau một chút nha. Tao đưa mày về nhà đắp thuốc là khỏi ngay thôi. Vết thương của mày cũng sắp lành rồi đấy. Chịu khó thì mấy hôm nữa là khỏi hẳn ngay thôi. Ngày lại ngày, Iris tận tình chăm sóc rắn. Cho đến khi vết thương lành hẳn, rắn ở lại nhà của Iris, bầu bạn cùng chàng và những người bạn nhỏ trong nhà. Cuộc sống bình yên cứ như thế trôi đi cho đến một ngày. Anh Iris này. Rõ ràng là mình nghe có tiếng ai gọi mình mà nhỉ? Là em mà anh Iris ơi. Là em ư? Vâng, là em. Em vốn là con trai của vua Thủy Tề. Vì mãi chơi nên mới bị mắc bẫy.
mày cần cứu giúp lại được vui sống cùng anh và các bạn thế này, em lấy làm sung sướng lắm. Thì ra là vậy, sao bây giờ em mới nói anh biết? Vì em muốn được ở chơi lâu hơn với anh ấy mà. Nay em có ý định về nhà, nên mới cất lời muốn mời anh về nhà em chơi một chuyến. Anh về cùng em nha, chắc chắn cha em sẽ rất vui mừng được đón tiếp anh đấy. Các bạn ở nhà trông nom nhà cửa nha, để ta đi cùng với rắn một chuyến xem sao. Cảm tạ tấm lòng tốt bụng của ngươi đã ra tay cứu con trai ta. Này con trai ta, mời được ngươi về đây thì hãy lưu lại sống cùng chúng ta. Ở dưới này không thiếu một thứ gì, ngươi sẽ được sống một cuộc đời sung sướng. Quả thật khi xuống đây thần bị hoa mắt bởi vẻ đẹp và sự xa hoa tráng lệ của thủy cung. Nhưng mặt đất mới chính là cuộc sống của thần. Dù nghèo khó vất vả, nhưng thần vẫn muốn ở nhà của mình hơn. Thần chỉ ở lại chơi vài ngày, thôi xin phép đức vua cho thần trở về nhà. Còn quá là may mắn mới gặp được người tốt thế này cứu và cưu mang. Ta nghĩ mãi vẫn chưa ra thứ gì thật giá trị để đền đáp xứng đáng cho chàng trai trẻ này. Theo con nên thế nào? Thưa cha, con thấy anh đã đến tuổi lấy vợ mà vẫn sống cô đơn một mình. Chi bằng cha hãy gả chị gái con cho anh và ban tặng anh chiếc quạt thần. Có quạt thần trong tay sẽ giúp cho cuộc sống của anh chị luôn ấm no đủ đầy. Điều đấy cũng làm cha an tâm hơn mà. Có thế mà ta không nghĩ ra. Ý kiến hay lắm, gặp người tốt thế này quả là xứng đáng với chị gái của con. Ta thấy ngươi cũng hiền lành, lương thiện, lại không tham lam. Vậy ta có ý muốn gả công chúa Thủy Tề cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Dạ thưa đức vua, nếu có được đặc ân đó, thần vô cùng cảm tạ. Chỉ là cuộc sống của thần trên mặt đất rất bình dân, cơ hàng e rằng công chúa Thủy Tề sẽ trăm bề vất vả. Ngươi khỏi phải e ngại, ta ban cho ngươi chiếc quạt thần cũng coi như là món quà cưới ta tặng cho hai con. Có chiếc quạt thần, con sẽ có được cuộc sống đủ đầy. Và hãy nhớ, nếu quạt một cái thì mọi ước muốn sẽ thành hiện thực, quạt hai cái thì tức là mọi ước muốn đều tiêu tan. Tạ ơn đặc ân của người ạ. Nhờ sự chân chất, thật thà, lương thiện mà Iris được vua Thủy Tề gả con gái và ban tặng chiếc quạt thần có phép màu, cầu được ước thấy. Chàng đưa công chúa trở về nhà và dùng chiếc quạt thần làm phép biến túp lều của mình thành ngôi nhà khang trang đẹp đẽ. Từ đó, hai người sống bên nhau bình yên, hạnh phúc. Có chiếc quạt thần trong tay, Iris không quản ngại giúp đỡ những người dân nghèo. Chàng đối tốt với tất thảy mọi người xung quanh, kể cả với những con vật nhỏ bé được nuôi nấng trong nhà. Đáp lại, ai ai cũng đem lòng yêu mến vợ chồng Iris tốt bụng và hiền hòa. Tên mồ côi khố rách áo ôm Iris ở làng bên bỗng chốc trở nên giàu có. Con vợ đẹp đã được dân làng yêu quý. Hóa ra là nó có chiếc quạt thần trong tay. Ta nhất định phải có được thứ quý giá đó của hắn. Ngày mai thằng Iris xuống núi, chúng bay phải nhân dịp này xông vào cướp hết của cải nhà nó, bắt cả vợ hắn và mang chiếc quạt thần về cho ta. Tốn lạnh, thả ta ra, lũ độc ác bất lương kia. Iris ơi, chàng ở đâu? Hãy mau về cứu thiếp đi, thả ra. Từ giờ ta sẽ có vợ đẹp, lại có cả chiếc quạt thần trong tay, thì ta sẽ có một cuộc sống xa hoa khác gì các bậc đế vương. Mình ơi, mình đâu rồi? Trời ơi, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ông chủ ơi, chúng tôi phận bé không cứu được bà chủ vì bọn bồ tao đông quá, hung dữ quá. Bồ tao tàn ác, ta phải đi cứu vợ ta ngay mới được. Ông chủ, hãy cho chúng tôi đi theo với. Nhưng các ngươi sức phốc nhỏ bé, chỉ e chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Chúng tôi chẳng nề hà gì, ông cứ cho chúng tôi theo cùng, có thể giúp ích cho ông điều gì. Các bạn yêu quý hãy nhìn xem, tình bồ tao tàn độc còn biến những người dân hiền lành của chúng ta làm nô lệ phục vụ cho hắn. Giờ thì ta cần sự giúp đỡ của các bạn. Các bạn có sẵn sàng không? Chúng tôi sẵn sàng. Bồ tàu nham hiểm, chúng lại đông người. Nếu đấu sức với chúng, chúng ta sẽ không thể thắng nổi. Chỉ có cách chúng ta cùng chung sức và nghĩ cách đấu trí với hắn mà thôi. Có lẽ chiếc quạt thần được cất giấu trong chiếc hòm gỗ kia. Các con vật nghe theo lời căn dặn của Iris, mỗi con đều lo đi làm phần việc của mình.
chó mèo gây ồn ào để đánh lừa sự chú ý của bồ tao, giúp cho chuột và nhím đục hòm lấy quạt thần. Ồn ào quá, cút ngay. Tên Iris khốn kiếp, mày dám đến đây ăn trộm quạt thần của ta. Vậy thế này, vợ chồng Iris đã trao trả lại chiếc quạt thần cho thủy cung. Phòng hờ lại có kẻ khác nổi lòng tham muốn chiếm đoạt. Từ đó về sau, chàng Iris và vợ quay trở lại với cuộc sống lao động trước đây. Dù có khó khăn, nhưng căn nhà của Iris lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Thuốc giả. Thằng Lục đâu? Mau mở cửa ra. Con trai ông thua bạc, nợ tiền tôi. Giấy nợ rành rành đây mà nó còn trốn. Bây giờ ông trả nợ hay là muốn tôi báo quan? Ông thấy đấy, nhà tôi chỉ là một tiệm thuốc nhỏ, gia tài không có gì đáng giá hết. Tôi biết lấy gì trả cho ông đây? Ông không trả được thì tôi báo quan, cho thằng Văn Lục nhà ông tù mọt công. Ông báo quan thì chúng tôi cũng không trả được hết nợ cho ông. Hay là thế này, xin ông thư thư cho chúng tôi một thời gian nữa để tôi thu xếp. Nể tình ông làm nghề bốc thuốc cứu người, tôi cho ông thêm một tháng, đúng hạn tôi quay lại. Mà ông không trả đủ tiền thì đừng trách tôi không nể chỗ quen biết. Dạ. Văn Lục, con còn dám phát mặt đến đây gọi ta là cha nữa sao? Còn xem làm thế nào để xoay sở mà trả nợ trong tháng tới. Người ta vừa đến đòi nợ đấy. Nhà mình chẳng còn gì có thể bán để trả nợ cho con đâu. Cha, con đã nói với cha bao nhiêu lần rồi. Cha chỉ cần thay chỗ tam thất bát bằng tam thất gừng thì đảm bảo chỉ một thời gian thôi, nhà ta sẽ thoát nợ ngay. Ta là thầy thuốc, sao có thể làm chuyện giả dối như thế chứ? Tam thất gừng cũng là tam thất, là thuốc lành tính. Mà giá là chỉ bằng 1/10 tam thất bát. Chúng ta chỉ trộn vào một ít thôi, có ảnh hưởng gì đâu chứ. Tính mạng con người là quan trọng, không thể làm liều được con ạ. À. Vậy con trai của cha không quan trọng sao? Con mà bị bắt vào ngục thì cha mất con. Phan Bảo cháu nội đích tôn của cha không có cha. Ta nói không là không. Nhà ta bốc thuốc bao lâu nay, lấy uy tín làm gốc, không thể làm mấy trò buôn gian bán lận ấy được. Còn lo mà làm ăn tử tế, đừng chơi bời, phá gia chi tử và không được bao giờ nhắc đến chuyện này với ta nữa. Vâng, con biết rồi. Cha làm sao vậy? Cha không sao. Sắc mặt cha trông mệt mỏi lắm, hay cha về nhà nghỉ để con trông tiệm thuốc cho? Còn suốt ngày lêu lỏng cờ bạc, biết việc gì mà trông coi tiệm thuốc chứ. Cha đừng coi thường con như thế. Tuy con có ham chơi, nhưng nghề bốc thuốc cha dạy cho con vẫn nhớ rõ đấy. Cha cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện ở đây con lo được. Con biết trước đây con làm nhiều việc khiến cha phiền lòng, nhưng giờ con đã thay đổi rồi. Lẽ nào cha không tin con sao? Vậy thì con trông tiệm cẩn thận, ta về nhà nghỉ ngơi. Cảm ơn chú, tôi đi về đây. Đấy, qua nhận ra tam thất gần đâu. Thế mà cha cứ lo hảo. Uy tín mà không có tiền thì cũng chẳng để làm gì. Kìa mình, sao lại uống nhiều rượu như thế? Còn cứ rượu chè thế này thì bao giờ mới nên người đây? Rồi cha sẽ thấy con kinh doanh tiệm thuốc tốt hơn cả cha. Chẳng mấy chốc nhà ta giàu có, con sẽ không để vợ con phải chịu nghèo khổ nữa đâu. Thôi đi, mình sai lắm rồi, đi vào buồn ngủ đi mình. Cha, cha ơi, chồng con tự nhiên đau bụng đến ngất xỉu đi. Cha mau vào xem anh ấy bệnh như thế nào rồi cha. Nhà con sao rồi hả cha? Nó suốt ngày rượu chè, tỳ vị hư nhược, giờ xuất huyết nặng bên trong rồi. Cha là thầy thuốc giỏi, nhất định sẽ chữa khỏi cho mình. Mình đừng lo.
Đây là đơn thuốc ta kê cho Văn Lục. Con cứ theo đó ra tiệm lấy mà sắc cho nó uống nha. Dạ vâng. Mình chịu khó uống bát thuốc này rồi nằm nghỉ ngơi nha. Mình làm sao thế? Cha ơi, cha, Văn Lục, anh ấy nôn ra nhiều máu lắm. Con đã cho nó uống như đơn của ta chứ, sao lại nôn ra máu như vậy được? Con làm đúng theo những gì cha dặn rồi mà. Tam thất gừng cũng là tam thất, là thuốc lành tính, chẳng mấy chốc nhà ta giàu có. Con lấy tam thất ở đâu? Mang lại đây cho ta xem. Thưa cha, chỗ tam thất ấy đây ạ. Đây không phải tam thất bắc, mà là tam thất gừng, một loại dược liệu rất giống tam thất nhưng dược tính không bằng. Khi bị xuất huyết bên trong lục phủ ngũ tạng, dùng tam thất cầm máu rất tốt, nhưng nếu dùng nhầm sang tam thất gừng, tình trạng sẽ nặng hơn. Con lấy trong kho đúng chỗ đề chữ tam thất mà cha, làm sao mà nhầm lẫn được? Con hỏi chồng mình sẽ rõ. Là do tôi, tất cả là do tôi tham lợi nhuận, đã đánh tráo tam thất, để rồi bây giờ tự hại chính mình. Cha, con xin lỗi vì đã không nghe lời cha. Con biết lỗi rồi thì giờ lo mà làm ăn tử tế đi. Cũng may từ hôm qua đến nay chưa có ai phải chịu hậu quả về việc con làm. Chuyện hôm nay là một bài học để con biết rằng đừng bao giờ vì tiền bạc mà làm những chuyện buôn gian bán lận. Sống có đức để còn làm gương cho con cái nữa, biết không? Dạ vâng, chúng con nhớ rồi ạ. Làm theo lời thầy. Vâng, hôm nay đi theo thầy, con hãy nhớ quan sát thật kỹ để mà học hỏi các kinh nghiệm khám bệnh nha. Dạ, con nhớ lời thầy dặn rồi ạ. Con mới theo thầy học, may mắn lắm mới được thầy chỉ dạy tận tình. Con có tố chất, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó, ta tin con sẽ sớm thành tài. Thôi, đến nhà người bệnh rồi, chúng ta đi vào trong thôi. Dạ, chào thầy ạ. Vợ chồng nhà cháu mong thầy mãi. Sao, dạo này chị thấy trong người như thế nào? Dạ thưa thầy, nhà cháu thấy khó chịu, bứt rứt trong người, miệng thì đắng ngắt, họng thì đỏ rát, thực sự là rất khổ sở ạ. Sao lại thế được? Lần trước khám tình trạng của chị đã khá hơn rồi mà. Mạch đập nhanh quá, khí hỏa đang lấn át hết cả. Thế nào, mấy ngày qua chị nhà có uống đúng những thuốc nam an thai mà tôi đã đưa không? Dạ thưa thầy, có chứ ạ. Mỗi ngày nhà cháu đều sắc thuốc 2 lần, đúng như thầy ghi ạ. Thế còn ăn uống thì sao? Có kiêng những thức ăn, hoa quả, trái cây có tính hỏa mạnh không? Dạ thưa, rõ là nhà cháu chả ăn thứ gì nóng cả đâu ạ. Chắc chắn là có ăn mới ra nông nỗi này. Tôi thấy lo ngại quá, đã dặn như vậy mà anh chỉ nhất nhất không nghe theo. Giờ động huyết động thai, phần bụng dưới rồi sẽ đau, tổn thương thai khí, mạnh có thể dẫn tới tử vong. Dạ, đúng là vợ con không... Điều trị bệnh mà không nghe theo lời thầy Lan thì rất khó. Thôi để tôi nói luôn, cách đây 2 canh giờ, chị nhà có ăn nhãn đúng không? Thầy, nhưng sao thầy lại biết ạ? Cái mạch của chị nhà nói lên tất cả. Dạ, thầy đúng là thần y, chứ không phải thường chỉ bắt mạch mà biết được người bệnh mới ăn gì nữa. Thế à, có đúng như vậy không? Dạ thưa... Dạ, lỗi là tại con thầy ạ. Mấy nay tự dưng trong người háo đồ ngọt quá, đến đêm nằm mơ cũng mơ thấy mình được ăn nhãn, tỉnh dậy thèm quá, không cưỡng được, nên con đã giục chồng đi mua. Lỗi là tại con. Thôi, để lần này tôi lấy thêm cho ít thuốc lá an thai, hàn tính. Nhưng nhớ từ sau không được ăn nữa, thể trạng chị yếu, có khi hỏng cái thai ân hận cả đời đó. Dạ thưa, nhất định là chúng con sẽ ghi nhớ lời dặn này, tuyệt đối tuân thủ theo những lời dặn của thầy ạ. Cha cha, thầy giỏi quá, con thật ngưỡng mộ thầy. Tại sao bắt mạch mà thầy lại có thể biết được người ta vừa ăn gì, khiến cho cả người nhà bệnh nhân và bệnh nhân phải tâm phục khẩu phục như thế ạ? Con không biết đó thôi, nhiều lúc người nhà bệnh nhân cố tình giấu giếm, nên ta phải dựa vào quan sát để mà đưa ra phán đoán cho họ tâm phục khẩu phục đấy. Nghĩa là sao ạ? Thì lúc mới bước vào nhà, ta đã để ý thấy có vài hạt nhãn lăn dưới gầm giường,
lại có cả vỏ còn rất tươi nữa, thậm chí ở dưới chiếu cũng có. Mùa này nhãn trái vụ nên rất hiếm và đắt, khá giả mới mua được. Và người chồng lại là người rất chiều và thương vợ, nên chắc chắn sẽ chiều theo vợ mà mua cho. Cha cha, những phán đoán của thầy thật là chuẩn xác làm sao. Khi đi khám bệnh, ngoài kiến thức chuyên môn, chúng ta cũng cần có sự quan sát tinh tế ngoại cảnh, thì thoảng nó cũng có tác dụng nhất định nữa đấy. Cái này gọi là mẹo đấy con ạ. Dạ thưa vâng, con nhớ lời thầy rồi ạ. Mà thầy ơi, chiều nay con vẫn mang thuốc đến nhà anh Tư chứ ạ? Ừ. Thầy tôi có dặn đem thuốc đến cho anh, tất cả là 3 đồng. Ôi, may mà cậu đến đúng lúc, thằng bé nhà tôi từ nhỏ bị gan. Điều trị đã ổn định rồi, mà từ sáng giờ nó cứ ôm bụng kêu đau, không biết cháu bị sao nữa, tôi lo quá. Ấy, tôi chỉ là học trò của thầy, để tôi quá bộ về gọi thầy đến xem giúp cho nhà anh. Từ đây về nhà thầy lang xa quá, thế thì muộn mất, mà cháu đang đau quá. Thầy giỏi thất, học trò cũng giỏi, cậu cứ vào thăm bệnh xem cháu bị làm sao, có thế nào sau này gọi thầy lang cũng không muộn mà. Mình cứ vào bắt mạch xem sao, biết đâu lại áp dụng được mẹo của thầy ban sáng. Được, anh dẫn tôi vào thăm bệnh cho cháu đi. Hôm nay bé nhà anh bị thế này là còn may đấy. Bệnh sơ gan của bé trầm trọng như thế mà nhà anh chị dám cho ăn thịt gà à? Ờ, lâu nay cháu có ăn thịt gà đâu. Anh chị còn lại cãi nữa à? Bệnh sơ gan kỵ nhất thịt gà. Anh chị có biết là sẽ bị tổn thương thực quản, lâu còn dẫn đến vỡ tĩnh mạch không? Tôi đâu có cho con ăn thức ăn ấy. Đúng ạ, mấy tháng này đâu có ăn đâu. Tôi đã quan sát kỹ lắm rồi, chắc chắn là anh chị cho con ăn thịt gà, đừng có mà chối nữa. Chả phải đang treo cái chổi lông gà chỉnh in ra đây, lại còn bảo thủ không nhận nữa chứ. Bực mình cho anh chị quá, cho con ăn thịt gà như thế, khác nào anh chị đang giết con mình. Hả? Mình ơi, hắn ta bảo chúng ta giết con. Đây thì thịt gà này, còn lăng băm, chữa bệnh mà nói sằng nói xiên thế à? Ôi, đừng mà, ôi, đừng mà. Quái, sao giờ vẫn chưa thấy về nhỉ? Ôi trời ơi, dần, con làm sao thế? Con đi đưa thuốc. Nhà anh Tư có đứa bé đang đau bệnh, cứ bảo con khám luôn cho, con thấy có dấu hiệu sơ gan. Rồi sao? Nhớ lời thầy dặn, quan sát kỹ xung quanh để đưa ra phán đoán, con thấy có treo một cái chổi lông gà, liền phán bệnh nặng thêm vì cho ăn thịt gà. Bệnh sơ gan kỵ thịt gà còn gì, thế mà họ không nghe lại còn đánh con nữa. Ôi trời ơi, thầy dặn con quan sát tinh tế mà con nhìn thế nào, cái cây chổi quét nhà của người ta lại đoán là cho ăn thịt gà chứ. Mai hôm nay con bị đánh như vậy là nhẹ đấy, lần sau mà như thế có khi còn mất mạng đó, nghe không? Con chưa đủ kiến thức để khám bệnh mà tự tiện khám là sai lầm lớn đầu tiên. Con biết không, khi khám cho thai phụ kia, thầy đã theo dõi tình trạng sức khỏe một thời gian rồi, hiểu được những thay đổi của cơ thể, chỉ có thể là do thức ăn nên mới có thể đưa ra kết luận như thế để trấn an sự quanh co của họ. Còn con chưa biết gì về tình trạng bệnh nhân mà lại bắt chước mẹo của thầy một cách máy móc, đã xét đoán hồ đồ, khiến sai lầm chồng chất sai lầm. Nghề gì cũng phải cẩn trọng, nghề y của chúng ta càng phải cẩn trọng hơn, vì nó liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người, không nên vì bất cứ lý do gì mà đưa ra những kết luận hồ đồ, con hiểu chưa? Con hiểu rồi ạ, từ sau con xin khắc cốt ghi tâm lời của thầy ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!